Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden trong tháng này và sẽ trình bày một kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Theo đó, kế hoạch giành chiến thắng này sẽ có 4 điểm chính và 1 điểm bổ sung cần thiết sau cuộc xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Faraez Zakaria, Tổng thống Zelensky tiết lộ, tôi đã chuẩn bị một số điểm, 4 trong số đó là những điểm cơ bản, cộng thêm một điểm mà chúng ta sẽ cần sau xung đột. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ kế hoạch này với ông Biden. Chia sẻ cụ thể hơn về nội dung trong kế hoạch, Tổng thống Ukraine nói, vấn đề là về an ninh, về vị trí địa chính của Ukraine, về sự hỗ trợ quân sự rất mạnh mẽ mà chúng ta phải có. Và chúng ta phải được tự do lựa chọn cách sử dụng một hoặc một số vũ khí, cả vấn đề hỗ trợ kinh tế. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, nếu Tổng thống Biden coi trọng và ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, và nếu ông ấy cùng nhóm của mình có thể bổ sung thêm điều gì đó giúp tăng cường vị thế của chúng tôi sẽ sẵn sàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết mọi điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà ông định trình lên Tổng thống Mỹ Biden và cả hai ứng cử viên Tổng thống là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều phụ thuộc vào quyết định của ông Biden, chứ không phải của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại diễn đàn Ukraine 2024 vào tháng 8 vừa qua, ông Zelensky tuyên bố ông có ý định chia sẻ kế hoạch này với cả bà Harris và ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây lại một lần nữa kêu gọi phương Tây thay đổi chính sách về việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga, sau khi lực lượng Moscow tấn công làm nhiều người thương vong ở Kharkov. Theo tờ Guardian, thị trưởng thành phố Kharkov, ông Iho Terekhov, cáo buộc một quả bom dẫn đường của Nga dội công vào chung cư ở thành phố này vào chiều ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương, khiến nhiều người thương vong. Thị trưởng thành phố Kharkov cho biết quả bom đã đánh trúng tầng 10 của tòa nhà, gây ra đám cháy lan ra 4 tầng. Các công tố viên tại thành phố thông báo nạn nhân thiệt mạng là bà cụ 94 tuổi được tìm thấy ở tầng 9 của tòa nhà. Tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết còn có người mắc kẹt dưới các đống đổ nát và hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Ông Zelensky nói, 4 quả bom đã thả xuống Kharkov, một quả trúng vào tòa nhà trong thành phố và 3 quả còn lại trúng vào các ngôi làng trong khu vực. Sau vụ không kích, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây thay đổi chính sách về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Moscow đã thực hiện ít nhất 100 cuộc không kích mỗi ngày, tương tự như cuộc tấn công vào Kharkov. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết, cách duy nhất để chống lại là thông qua một giải pháp có hệ thống, khả năng tấn công tầm xa nhằm hạ gục lực lượng không quân của Nga tại các căn cứ của họ. Đây là một giải pháp hiển nhiên và hợp lý. Chúng tôi đã giải thích với tất cả các đối tác của mình lý do Ukraine thực sự cần có đủ năng lực tầm xa. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK mới đây đã đưa ra nhận định rằng Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và vật tư cho cuộc xung đột với Ukraine và sẽ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào việc bổ sung vũ khí và thiết bị thời Liên Xô, đặc biệt là xe bọc thép, để duy trì đà tiến công của các hoạt động tác chiến tại Ukraine. Trong báo cáo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, dự báo Nga có thể phải huy động thêm nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của mình và đầu tư vào phát triển năng lực nếu quân đội Nga muốn duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong trung hạn đến dài hạn khi họ cạn kiệt kho dự trữ hạn chế của Liên Xô. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có thể sản xuất đủ để bù đắp mức tổn thất thiết bị cao mà lực lượng Moscow sẽ phải gánh chịu ở Ukraine hay không. ISVK trước đây đã đánh giá rằng những nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga khó có thể bền vững trong trung hạn đến dài hạn do tình trạng thiếu hụt lao động và tác động bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, Trung tướng Kirill Budanov đã nhắc đến vai trò của Triều Tiên, đồng minh quân sự có ảnh hưởng nhất tới Nga. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ thông tin do phương Tây đưa ra. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở. Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung. Theo báo cáo, tính đến tháng 6 năm nay, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga 4,8 triệu quả đạn pháo. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố, sự hỗ trợ của Triều Tiên trước đây đã cho phép Nga duy trì lợi thế pháo binh đáng kể so với Ukraine. Và Moscow đã sử dụng những lợi thế này để hỗ trợ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm ngăn chặn lực lượng Kyiv có cơ hội giành lại thế chủ động.
ISWK cũng lưu ý, Nga gần đây đã tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên, bằng chứng là chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Bình Nhưỡng vào ngày 13 tháng 9 và chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 năm nay, khi ông Putin ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Các chuyên gia cho biết, quan hệ đối tác quân sự ngày càng sâu sắc của Nga với Triều Tiên tượng trưng cho mối quan hệ mà Nga muốn xây dựng với Iran, Trung Quốc và các đối tác mong muốn khác. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng cho rằng, Nga có thể sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm kho vũ khí và trang thiết bị của mình và sẽ cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt này. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thực hiện điều đó khi có thể lách các lệnh trừng phạt của phương Tây trên quy mô lớn và mở rộng đáng kể các tương tác với các đối tác nước ngoài để có đủ số lượng thiết bị quân sự, linh kiện và hàng hóa lưỡng dụng. Ngày 15 tháng 9, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết, quân đội nước này đang kéo dài thời gian huấn luyện tân binh sau khi binh lính nước này không được huấn luyện tốt để chiến đấu. Tướng Zelensky nói, chúng tôi đang nỗ lực tăng thời lượng huấn luyện quân sự chung cơ bản. Dự án liên quan được khởi động vào tháng 10-11 năm 2024. Theo hãng tin Ukraine Pravda của Ukraine, thời gian đào tạo dành cho tân binh là 3 tháng, bao gồm 1 tháng huấn luyện quân sự cơ bản và 2 tháng đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chương trình đào tạo mới chưa được tiết lộ cụ thể. Tin tức về thời gian huấn luyện kéo dài công bố sau nhiều tháng binh lính Ukraine không được huấn luyện đầy đủ để ra tiền tuyến. Tân binh Ukraine phải vật lộn để chiến đấu trên thực địa, trong đó một số thậm chí đã bỏ vị trí của mình. Hãng tin AP dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn thuộc lý đoàn 47 nói, một số người không muốn nổ súng, họ nhìn thấy đối thủ ở vị trí bắn trong chiến hào nhưng không nổ súng. Đó là lý do tại sao quân đội chúng tôi tổn thất nhiều đến vậy. Ngoài ra, tờ Washington Post thông tin, chỉ huy Ukraine thường dành thời gian để huấn luyện tân binh những kỹ năng cơ bản như cách bắn súng. Một phó chỉ huy tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 được biết đến với mật danh Smith cho rằng, những người lính được chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến thiếu kỹ năng chiến đấu. Ông Smith cho hay, chúng tôi có những chàng trai thậm chí còn không biết cách tháo rời và lắp ráp súng. Ông Smith thông tin thêm, trong trường hợp có đột phá ở thành phố Chasovsa, những tân binh bị buộc phải ra tiền tuyến. Nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng những người lính thiếu kinh nghiệm sẽ được triển khai để thay thế những người lính có kinh nghiệm tử trận, bị thương hoặc cảm thấy ngày càng kiệt sức vì cuộc chiến hiện đã kéo dài sang năm thứ ba. Theo tờ Kiev Independent, binh lính Ukraine lo ngại quân đội không còn đủ quân số được huấn luyện để tiếp tục chiến đấu. Một người lính có tên là Roman đã phục vụ từ năm 2016 chia sẻ, nếu những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi thiệt mạng hết, chúng tôi chỉ có thể bị thay thế bởi những người không biết gì cả. Trong khi đó, một người lính bộ binh từng phục vụ trong lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 tiết lộ chỉ còn 4 trong số 110 người ban đầu phục vụ trong đơn vị của Anh vào tháng 6 năm 2022 vẫn tiếp tục chiến đấu. Ngày 15 tháng 9, theo giờ địa phương, tờ The Times of Israel đưa tin, một quan chức cấp cao của Hamas là ông Osama Hamdan chia sẻ với hãng thông tấn AFP rằng lực lượng này có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu với Israel, dù đã phải chịu nhiều tổn thất hơn trong 11 tháng xung đột ở Gaza. Ông Osama Hamdan nói, cuộc xung đột có khả năng cao sẽ tiếp tục, đã có nhiều hy sinh. Đổi lại, chúng tôi đã tích lũy, kinh nghiệm và tuyển thêm những thế hệ mới vào cuộc chiến. Song ông Hamdan không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình. Tuyên bố này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant nói với các nhà báo rằng lực lượng Hamas không còn tồn tại như một quân đội ở Gaza. Theo thông tin từ lực lượng Israel, quân đội này đã hạ gục khoảng 17.000 lính Hamas trong trận chiến và 1.000 quân lính khác bên trong Israel chỉ riêng ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo lực lượng phòng vệ Israel, vào đêm trước khi xảy ra xung đột, Hamas ước tính có khoảng 30.000 quân trong lực lượng của mình. Trong các thống kê về số người thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến nay, Bộ Y tế Gaza không phân biệt giữa người dân và binh lính. Hiện con số này ở mức hơn 40.000 người. Israel cho biết đã tìm cách giảm thiểu thương vong cho người dân. Ngoài ra, họ cũng nhấn mạnh rằng Hamas sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống.